Những tin tức đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Bộ Chính trị vừa thông qua dự thảo báo cáo chính trị và nhân sự Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa 13. Nguồn nước khô cạn, nhiều hộ dân nuôi thủy sản ở huyện Châu Thành A phải lao đào. Thí sinh cần nhìn lại số điểm của mình để làm hồ sơ xét tuyển là nội dung được đề cập trong chương trình tiếp sức mùa thi vào sáng nay. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Hậu Giang phải phấn đấu trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong những lưu ý của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong buổi góp ý dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020, diễn ra tại Văn phòng Trung ương Đảng, thủ đô Hà Nội. Tham gia buổi làm việc đoàn công tác của Hậu Giang do ông Quỳnh Minh Chắc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu. Công nghiệp hóa, tỷ trọng công nghiệp thương mại dịch vụ tăng. Đại diện đoàn công tác của tỉnh ủy, ông Trần Công Chánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo dự thảo văn kiện, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và phương án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa 13. Theo đó, dự thảo văn kiện được thực hiện sớm, chủ động và đảm bảo đúng theo yêu cầu của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn. Dự thảo đánh giá kết quả mà Hậu Giang đạt được trong nhiệm kỳ là toàn diện, quan trọng. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế, quá trình đô thị hóa và sự thay đổi trong đời sống nhân dân. Chứng kiến những ngày đầu thì bây giờ mới thấy hôm nay tỉnh đã tiến một bước dài so với xuất phát điểm của tỉnh nhà khi mà mới chia tách ra. Tôi rất là mến mộ và bày tỏ cái sự khâm phục với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang. Và các mặt công tác đấy thì các đồng chí rất toàn diện. Trong đó, các đồng chí đã quan tâm đúng mức về công tác xây dựng đảng. Về thực sự dân chủ, phát huy sức mạnh của nhân dân. Mọi chủ trương công tác, mọi chương trình hành động thì đều vì nhân dân. Và Hậu Giang các đồng chí thêm một cái kinh nghiệm tôi thấy ít tỉnh đều ra là phát huy và kế thừa những kinh nghiệm đạt được từ các nhiệm kỳ trước. Và đúng là Hậu Giang như vậy, nhiệm kỳ này nó là cái bước chuyển tiếp phát triển của nhiệm kỳ trước, và tinh thần của văn kiện lần này các đồng chí cũng chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới, những cái tiền đề quan trọng để nhiệm kỳ tới phát triển. Những cái công trình và những dự án lớn cho ý kiến tại buổi làm việc, các đồng chí đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất trí với kết cấu, nội dung cơ bản trong dự thảo báo cáo chính trị. Bố cục hợp lý, nội dung có tính khái quát cao, đánh giá sát và đã rút ra những bài học kinh nghiệm, các khâu đột phá. Bên cạnh đó, công tác nhân sự trong nhiệm kỳ 2015-2020 được Hậu Giang thực hiện chặt chẽ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới dự kiến có 52 đồng chí và Ban Thường vụ mới có 16 đồng chí. Đối với nhân sự được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 13 có 59 đồng chí, trong đó tỷ lệ nữ 15%, tỷ lệ trẻ đạt 12%. Đồng tình với các ý kiến trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng Hậu Giang cũng như nhiều tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, điểm yếu lớn nhất là hạ tầng và giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, hai mặt này đã có sự thay đổi đáng kể. Trên cơ sở đó, tỉnh cần đặt mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020. Và dự thảo báo cáo chính trị cần nhấn mạnh đến yếu tố nhân dân. Tôi đề nghị cái báo cáo chính trị của các ông chí cố gắng nói thế nào đó mà nó có tính chính trị với toàn dân, để nhân dân thấy được thành tựu, nhân dân thấy được sự đóng góp của mình và nhân dân phấn khởi. Nhân dân Hậu Giang phải phấn khởi, phải vui mừng rằng là cái đại hội này là cao mới nói thế là đúng, rất là đáng mừng, công lao là của nhân dân Hậu Giang. Đấy, tôi cho là các chính phải chỉnh sửa này để làm sao cái báo cáo chính trị nó mang tính chất như vậy, chứ đâu phải là công tác đảng. Rồi còn chính quyền, rồi còn doanh nghiệp, rồi còn quân đội, rồi còn công an, rồi còn lực lượng chúng ta,
Thế cho nên cái rút ra nguyên nhân là đạt được những cái thành tựu này phải nói nhờ đến sức dân, nhờ đến cái hệ thống chính trị, nhờ đến cái lực lượng của quân dân và doanh nghiệp và từng hộ gia đình. Dựa trên những đóng góp về điều chỉnh một số chỉ tiêu, câu chữ trong dự thảo báo cáo chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cùng với việc tích cực khẩn trương chuẩn bị tiến hành đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của năm cũng như cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Chiều nay, lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Thành Tuyên giáo của Đảng đã được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức với sự tham dự của ông Đinh Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ông Trần Công Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Buổi lễ đã ôn lại lịch sử hào hùng, những thành quả đạt được và công lao to lớn của các thế hệ cán bộ ngành tuyên giáo 85 năm qua, đặc biệt là hơn 10 năm kể từ khi chia tách tỉnh. Kế thừa truyền thống ngành tuyên giáo, hơn 10 năm qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo tại Hậu Giang từ tỉnh đến cơ sở đã toàn tâm, toàn ý và tâm huyết với công việc. Đồng thời, ngành tuyên giáo đã tổ chức được mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở các cấp. Đặc biệt, ngành đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo học tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai thực hiện tốt chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả và khó khăn trải qua của ngành đã được khắc họa đầy đủ hơn qua buổi giao lưu giữa cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ và đương nhiệm. Qua đây cho thấy, trong giai đoạn nào cũng vậy, công tác tuyên giáo phải gần dân và người làm tuyên giáo phải bản lĩnh, linh hoạt trước tình hình mới. Để làm được điều đó, cán bộ ngành phải tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của công tác xây dựng Đảng, ôn lại chặng đường 85 năm truyền thống của ngành. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành tuyên giáo toàn tỉnh cần tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân giao nhiệm vụ trọng trách, cùng với Đảng bộ phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh sự nghiệp công hiệu quả, hiện đại hóa, góp phần xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân lễ kỷ niệm đã có 21 cá nhân được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là động lực để cán bộ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Cần Thơ, sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang nhân dân Cần Thơ, ngày 30 tháng 7 năm 1945, 30 tháng 7 năm 2015. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang Cần Thơ vừa là quân vừa là dân đã làm tiêu hao sinh lực địch, kiệt địch tại Cần Thơ cho dùng căn cứ thêm vững chắc và phối hợp với bộ đội chủ lực làm nên nhiều chiến thắng. Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang Cần Thơ lập được nhiều chiến tích oanh liệt, giải phóng nhiều địa bàn trọng điểm và góp phần chung giải phóng hoàn toàn miền Nam. Sau năm 1975, lực lượng vũ trang Cần Thơ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Dù là ở thời kỳ nào thì lực lượng vũ trang Cần Thơ vẫn luôn khẳng định vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, lực lượng vũ trang Cần Thơ đã vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Chủ tịch nước. Đồng thời, đại đội 20 tiểu đoàn Tây Đô và trung đội địa phương quân trữ quận Ô Môn Cần Thơ vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước trao tặng. Nguồn nhân lực hạn chế, trang thiết bị y tế xuống cấp nhưng chưa có kinh phí bảo trì, đó là những khó khăn mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang gặp phải. Để tìm giải pháp tháo gỡ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện và lãnh đạo một số sở ngành liên quan xung quanh vấn đề này. Hiện nay trong tổng số 460 cán bộ viên chức chỉ có 6 bác sĩ chuyên khoa 2, so với các bệnh viện trong khu vực, con số này còn rất thấp. Biên chế bệnh viện vẫn còn thiếu so với nhu cầu. Bên cạnh đó, bệnh viện có hơn 10 thiết bị, máy móc giảm chất lượng cần được bảo trì, sửa chữa.
Tuy nhiên, nguồn kinh phí năm 2015 của bệnh viện đang bị mất cân đối khi tổng số chi vượt hơn 9 tỷ đồng so với số thu. Đặc biệt, vấn đề mất cân đối nguồn kinh phí đã kéo dài từ năm 2009 đến nay. Qua xem xét, ông Đồng Văn Thanh đánh giá, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do việc khám chữa bệnh chưa đạt yêu cầu. Chính vì thế, bệnh viện cần có sự phân bố cán bộ phù hợp với vị trí, chức năng của từng phòng chuyên môn. Nhằm tháo gỡ khó khăn về vấn đề mạng lưới điện cho các doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động, chiều nay ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện công ty cổ phần Mai Nhà Bè và công ty trách nhiệm hữu hạn Trong Bờ Quan Hậu Giang để tháo gỡ vướng mắc này. Cụ thể, đối với dự án nhà máy của công ty cổ phần Mai Nhà Bè tại khu công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 9 năm 2015. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là mạng lưới điện ở đây vẫn khó đảm bảo nhu cầu sản xuất của đơn vị sau khi đi vào hoạt động. Do đó, đơn vị yêu cầu tỉnh đầu tư đường dây và trạm biến áp 750 kV. Vấn đề này, ông Trịnh Xuân Thanh nhất trí sẽ gửi công văn đến Tổng cục Điện lực miền Nam nhằm hỗ trợ thiết kế và cung ứng mạng lưới điện cho đơn vị này theo chính sách ưu đãi riêng của tỉnh. Còn đối với trường hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn Trâm Bờ Quan Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh đánh giá đây là một dự án quan trọng. Tuy nhiên, với việc yêu cầu xây dựng 4 trạm biến áp với tổng công suất 12.000 kV của công ty, ông yêu cầu đơn vị cần xem xét thiết kế và phối hợp với Điện lực Hậu Giang chọn lựa trang thiết bị điện phù hợp để hoàn chỉnh mạng lưới điện. Thưa quý vị và các bạn, Châu Thành A là địa phương có phong trào nuôi thủy sản lâu đời và lớn nhất tỉnh. Hàng năm, cứ vào tháng 7 thì người dân bắt đầu thả cá xuống ao. Nhưng năm nay đến thời điểm này thì nhiều hộ vẫn phải chờ đợi vì mực nước quá thấp. Ghi nhận thực tế của phóng viên thời sự. Đáng lẽ vào thời điểm này, các cánh đồng ở Châu Thành A đã ngập nước. Thế nhưng năm nay, nhiều nơi phải bơm nước lên thường xuyên. Theo trạm thủy lợi của huyện, hiện mực nước ở Châu Thành A chỉ dừng ở mức dương 0m48. Thấp hơn so với cùng kỳ là 0m13. Năm trước tháng này có nước lúc nè chân à, mua cá chép cái gì đủ thứ hết chân à. Đặt rồi đó mà chưa lấy vì đồng nó còn khô quá nè. Châu Thành A là địa phương nuôi thủy sản xen với lúa nhiều nhất của tỉnh. Theo thống kê, mỗi năm có gần 700 hecta. Tuy nhiên đến thời điểm này, dù trễ hơn một tháng, nhưng số lượng người dân nuôi cá rất ít vì mực nước trên ruộng rất ít. Ông Trần Văn Dũng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm nuôi cá ruộng, nhưng năm nay là lần đầu tiên nước lũ dày trễ đến như vậy. Nếu thường thường mình thả cá, nước nhiều thì cá nó lớn, còn nước ít thì cá nó không được bự. Không như nước nhiều thì nhờ nước nhiều nó tràn tới tràn lui rồi đó. Rồi nước như nó thay đổi nước được thì cá nó mau lớn. Làm như thời tiết làm sao thay đổi khí hậu làm sao mà năm nay nắng quá trời nắng, rồi vụ giữa mình hồi mỗi năm vụ giữa người ta đâu có bơm bao nhiêu đâu, mà năm nay bơm quá trời bơm luôn, chính tôi đây này tôi bơm biết bao nhiêu dòng mà đấy. Đối với những hộ dân đã thả cá trước đó, giờ không có nước để thay nên lượng cá cũng đã hao hụt phân nửa, chậm lớn. Theo mà mỗi năm thì cái nước lũ nó về được nhiều đó. Ví dụ bây giờ bà con ở đây thì nếu mà ai có được chăn nuôi cá thì cũng đi kiếm được cái lượng mồi ở ngoài đồng. Nó về cho cá ăn, còn nếu bà con người ta không có chăn nuôi được thì người ta cũng đi giăng lưới rồi đặt lờ đặt lợp này kia. Người ta lấy cái lượng cá về người ta bán người ta cũng được cái nguồn thu nhập. Rồi thêm năm nay là đài không báo vậy nữa thì cái lượng nước năm nay không có thì coi như nói về cái nguồn thủy sản ở đây thì càng ngày càng kiệt quệ đó. Thời tiết nắng nóng còn kéo dài, nước lũ về chậm khiến tình trạng khát nước trong nuôi trồng thủy sản càng gia tăng. Điều này sẽ làm cho mùa lũ năm nay, người dân phải giảm đi một nguồn thu nhập đáng kể. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, thí sinh cần nhìn lại số điểm của mình để làm hồ sơ xét tuyển là nội dung được đề cập trong chương trình tiếp sức mùa thi vào sáng nay. Câu chuyện về lịch sử khai phá vùng đất vĩnh viễn của bậc tiền nhân hơn một thế kỷ trước. Tiếp tục
tục thông tin về việc lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ các tiêu chí để xét công nhận thị xã Ngã Bảy là huyện nông thôn mới. Hai tiêu chí là hộ nghèo và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Hàng năm, thị xã chỉ đạo các xã xây dựng đề án thoát nghèo, quan tâm giải quyết việc làm, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi hiệu quả và bền vững. Trong đó, hỗ trợ khoảng 8.700 cây con giống và hơn 40 tấn lúa xác nhận. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 3,5%, giảm hơn 6% so với năm 2011. Đặc biệt, có 2 trong tổng số 21 ấp xóa trắng hộ nghèo. Bên cạnh đó, 5 năm thị xã đã mở hơn 40 lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho khoảng 1.650 lao động nông thôn. Tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động đạt hơn 95%. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị vui lòng gửi về địa chỉ Chi cục Phát triển Nông thôn Hậu Giang, số 5 đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, điện thoại hoặc fax 0711387069, email vbdbntmhaugiang@gmail.com. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời truyền tải những thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển cho các thí sinh, sáng nay chương trình tư vấn mùa thi với chủ đề chọn trường xét tuyển do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang phối hợp với Báo Thanh niên, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức. Tại buổi tư vấn, các chuyên gia trong ngành giáo dục đã hướng dẫn thí sinh cách sử dụng nguyện vọng sau khi có ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào, nhằm cung cấp những thông tin mới nhất cho các em thí sinh khi chọn trường. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố mức điểm tối thiểu để xét vào đại học cao đẳng, thì cả nước có gần 550.000 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và hơn 330.000 thí sinh không đủ điều kiện. Mở đầu cho mùa xét tuyển đại học cao đẳng năm 2015, mỗi trường từ khu vực Đông Nam Bộ đến Tây Nam Bộ mở ít nhất là 1.000 chỉ tiêu để xét tuyển. Và cùng một mốc thời gian quy định sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 20 tháng 8. Vấn đề nóng mà thí sinh đặt ra là với số điểm hiện tại, mình có đậu vào ngành học mình yêu thích hay không? Về cơ bản, các trường đại học chưa trả lời vấn đề này trong thời điểm hiện tại. Bởi số điểm trúng tuyển tùy thuộc vào lượng hồ sơ nộp vào của thí sinh và nhà trường sẽ lấy điểm từ cao đến thấp. Đặc biệt, trong kỳ xét tuyển cạnh tranh, hầu hết các trường ít có khả năng sẽ xét đợt 2, 3 và 4. Chỉ cần đủ chỉ tiêu, các trường sẽ khép lại mùa tuyển ngay ở đợt 1. Nên ngay từ lúc này, thí sinh phải cân nhắc thật kỹ khi nộp hồ sơ vào ngành có số điểm an toàn và cố gắng đậu vào đại học trong đợt 1. Nhà trường là 5.100 chỉ tiêu. Khi mà chúng tôi đã công bố giấy báo trúng tuyển rồi đó, nếu thí sinh mà không học tại trường Đại học Cần Thơ thì không thể nộp vào trường nào khác được. Chỉ có trường hợp là nghỉ qua năm tới nộp mà thôi. Do đó thì sẽ không có thí sinh ảo. Vì không có thí sinh ảo đó là những điều mình tính toán là gần như chắc chắn rồi. Thì sẽ rất ít trường hợp là phải tuyển thêm. Thì cái chuyện xét tuyển phải đảm bảo một cái tiêu chí đó là đủ chỉ tiêu cho các ngành đào tạo. Thì như vậy để đảm bảo được cái tiêu chí đó thì về phía trường chúng tôi sẽ bắt đầu xét tuyển từ ngày 1 tháng 8. Và như vậy, nếu như trong trường hợp và đợt xét tuyển đầu tiên mà chúng tôi đủ chỉ tiêu cho ngành đó thì tất cả sẽ được dừng lại cho cái ngành đó. Còn nếu như chúng ta đợi tới thời điểm cuối cùng thì nhiều khả năng là chúng ta sẽ không trúng tuyển, trễ tiến độ và lúc đó ảnh hưởng đến cái việc học tập tương lai. Đại diện các trường đại học cũng lưu ý thí sinh, theo quy định các trường chỉ dành 20% cho xét tuyển tổ hợp môn. Cho nên xét ở phương thức này có trường hợp thí sinh điểm cao nhưng vẫn có khả năng trượt đại học. Vì thế thí sinh phải cân nhắc khi chọn hình thức xét tuyển. Thí sinh cần làm lúc này là nhìn lại điểm tổng của mình và hoàn tất hồ sơ xét tuyển trước ngày 1 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Long Mỹ đang tập trung cho công tác chuẩn bị điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị xã Long Mỹ và 4 phường trực thuộc. Khi đó trung tâm hành chính của huyện Long Mỹ mới sẽ được đặt tại xã Vĩnh Viễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vĩnh Viễn, cái tên không chỉ gắn bó với nhiều người trong kháng chiến mà nơi đây còn là khởi nguồn cho công cuộc khai phá của cha ông. Với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ của một vùng đất, không những giúp chúng ta hiểu hơn cội nguồn mà còn là vùng đất của những giá trị thiêng liêng. Đầu ghe luồng này của ông Đồng Quang Hay
đã tồn tại hơn một thế kỷ. Ngày xưa, chiếc ghe lường này được ông Hay dùng để di chuyển suốt hành trình đi khai quang ở vùng đất Vĩnh Viễn. Ông Đồng Quang Năm, hộ nhân đời thứ tư của ông Đồng Quang Hay, nay cũng đã 80 tuổi và cũng là người bảo tồn và lưu giữ kỷ vật của dòng họ. Ông kể, vùng đất này bắt đầu được khai phá từ năm 1870. Và ông Đồng Quang Hay là một trong những cư dân đầu tiên từ Vĩnh Long đến đây khai phá. Thì thời gian mà từ năm 1877 đó cho đến năm 1879 đó, thì ông cố tôi đốn cây cùi bự vậy nè, mới móc làm cái ghe lường để mà từ đó ra tới ngoài này đó là cỡ cây số, để họp với mấy cái ông mà mới đến á, như ông của ông Phàn, ông Quang Phú rồi đó, để mà họp lại cất cái nhà nhỏ là kêu cái nhà hội của mấy ông đó, thành lập cái toán là đi phá rừng để khai quang để mà sống. Theo sách Thời sự Cẩm Nang năm 1917 của ông Nguyễn Văn Của, sau khi ông Đồng Quang Hay đến khai phá thì đến năm 1900, tỉnh Rạch Giá tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và địa danh một số làng trong tỉnh. Thì nơi đây được lập ra làng với tên gọi là làng Vĩnh Thuận Thôn, thuộc Tổng Thanh Giang, tỉnh Rạch Giá. Đến năm 1905, làng Vĩnh Thuận Thôn được tỉnh Rạch Giá đổi tên thành làng Vĩnh Viễn. Làng Vĩnh Viễn được hình thành với mong muốn cho sự nghiệp trường tồn và luôn sung túc, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Đây cũng là vùng đất hội tụ các yếu tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đất và người đã hòa quyện gắn bó với nhau, tạo nên truyền thống lịch sử khá đậm nét. Kể đến những người đi khai phá làng Vĩnh Viễn, có lẽ cũng cần nhắc đến một bậc tiền nhân nữ, đó là bà Lê Thị Phồng, hay còn gọi là cô Thông. Bà chính là thân sinh của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Theo sử sách ghi lại, bà Phồng khi ấy thuộc tầng lớp quý tộc, nhưng theo lý tưởng cách mạng. Năm 1911, bà đến làng Vĩnh Viễn và bắt đầu khai khẩn cho đào con kinh Cô Thông, ăn thông từ ngọn rạch Chà Là qua sông nước trong cho người dân sản xuất lúa. Hồi xưa đó làng kinh này Chà Là dữ lắm. Nội cũng kể lại ha, là đặt kinh Chà Là, bà về khai phá độ thuốc bệnh thì bà lập miếu thờ bà chú xứ á, bà độ dân chúng ở đây mà ăn đang cư lạc nghiệp ở đâu cũng tụ về đây đó ha, là bà lập miếu thờ bà. Rồi cái tại đây là cái lẫm của bà hồi xưa, rồi bà qua bên kia bà mới khai bên kia nữa, là bên kia đặt là cái kinh Cô Thông. Thì sau khi hiểu được cái di tích này á, thì một số người thì bà con người ta tín ngưỡng, còn đứng đối với bản thân của tôi thì tôi thấy là rất là tôn vinh, vì cái bà này là người có công là khai phá ra cái vùng đất này để cho bà con đây mà ăn là phát đạt. Làng Vĩnh Viễn đã qua nhiều lần thay tên, sáp nhập, nhưng đến cuối cùng làng Vĩnh Viễn nay là xã Vĩnh Viễn vẫn mãi tồn tại như cái tên mà ông cha đã định ra từ khi mở đất. Giờ đây xã Vĩnh Viễn mang dáng dấp của một đô thị hiền hòa và đang vươn mình trở thành trung tâm của huyện Long Mỹ mới. Vùng đất Vĩnh Viễn này không những được tạo nên bởi một bề dày lịch sử mà còn sản sinh ra nhiều người con ưu tú. Trong chương trình thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ có phóng sự về người bác sĩ anh hùng lực lượng vũ trang Trương Tấn Lập. Tên của ông được đặt cho một ngôi trường ở địa phương. Đến đây thì chương trình thời sự tối cũng xin được kết thúc. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website www.hauGiangTV.vn hoặc kênh YouTube của Đài Giới Tân Miền Hậu Giang TV.